Xin chào tất cả các em. Rất vui khi được gặp lại các em trong buổi chuyên đề online số 3. Đề online số 3 này thuộc lĩnh vực sự tương giao hàm bậc 3. Bây giờ thì cho mình cùng vào câu thứ nhất. Cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ đi 3x cộng 1 có đồ thị là C và đường thẳng D y bằng mx cộng m cộng 3. Ý thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số. Ý số 2, tìm m để đường thẳng D cắt đồ thị C tại điểm M có tọa độ trừ 1, 3, điểm N, điểm P sao cho tiếp tuyến của C tại N và P vuông góc với nhau. Bây giờ thì cho mình cùng giải ý thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số. Để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3, các em thực hiện các bước sau. Bước thứ nhất, tập xác định D bằng R. Bước số 2, sự biến thiên. Trong bước sự biến thiên, các em thực hiện các công việc sau. Thứ nhất, giới hạn của hàm số tại vô cực. Các em tính cho thầy hai giới hạn. Giới hạn thứ nhất, limi khi x tiến tới âm vô cùng bằng lim của x mũ 3 trừ 3x cộng 1 khi x tiến tới âm vô cùng. Các em lưu ý giới hạn này chỉ phụ thuộc vào số hạn đầu tiên. Được chưa? Thầy có trừ vô cùng mũ 3 thì bằng trừ vô cùng. Vậy thầy có kết quả bằng trừ vô cùng. Vậy là các em nhớ cho thầy cách tính giới hạn nhanh của hàm bậc 3. Tương tự, limi khi x tiến tới dương vô cùng. Kết quả ở đây bằng dương vô cùng mũ 3 bằng dương vô cùng. Vậy là thầy đã tính được xong phần giới hạn. Tiếp theo, bảng biến thiên. Để lập được bảng biến thiên, các em cần tính đạo hàm, giải đạo hàm bằng 0. Ta có y phẩy bằng 3x bình trừ 3. Từ đây thì suy ra y phẩy bằng 0. Tương đương với phương trình 3x bình trừ 3 bằng 0, tương đương với x bình bằng 1. Và thầy có được nghiệm x bằng cộng trừ 1. Thầy có bảng biến thiên. Các em lập cho thầy 3 dòng. X, y phẩy, y trừ vô cùng đến dương vô cùng. Các em điền các nghiệm của y phẩy bằng 0 vào theo chiều tăng dần. Trừ 1, 1. Thầy cho mình cùng xét dấu biểu thức y phẩy. Y phẩy bằng 3x bình trừ 3. Như vậy biểu thức y phẩy là một biểu thức bậc 2. Có hệ số A bằng 3. Dược trong trái ngoài cùng. Hoặc các em lấy khoảng ngoài cùng này mang dấu của hệ số A là dược. Qua nghiệm đơn đảo dấu. Âm. Dược. Thầy có dòng của y. Dương thì mũi tên đi lên, âm mũi tên đi xuống. Thế có đây chính là giá trị cực đại, còn đây chính là giá trị cực tiểu. Để tính giá trị cực đại này, kem thay x bằng trừ 1 vào hàm số ban đầu. Kem có được kết quả là bằng 3. Để tính được giá trị cực tiểu này, kem thay x bằng 1 vào hàm số ban đầu. Kem được kết quả bằng trừ 1. Kem điền cho thầy hai giới hạn. Lim khi x tiến tới gì? Trừ vô cùng. Thì y tiến tới trừ vô cùng. Kem điền vào đây. Khi x tiến tới dương vô cùng. Thì y tiến tới dương vô cùng. Từ bảng biến thiên này thì có kết luận sau. Nhất, hàm số
đồng biến có hai quả thì ký hiệu là đồng biến trên mỗi quả. Hoặc các em viết là đồng biến trên từng quả cũng được. Từ trừ vô cùng đến trừ 1 và từ 1 đến dương vô cùng. Nghịch biến trên quả. Thầy viết tắt. Từ trừ 1 đến 1. Được chưa các em? Hàm số đạt cực đại tại x bằng trừ 1. Giá trị cực đại, y cực đại thì viết tắt, bằng 3. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 1, giá trị cực tiểu là bằng trừ 1. Chuyển sang bước số 3, đó là vẽ đồ thị. Để vẽ được đồ thị hàm số bậc 3, các em dựa vào cực đại, cực tiểu và dựa vào điểm đặc biệt. Các em cho x bằng 0, thay vào hàm số thì tìm được ra y bằng 1. Như vậy đồ thị hàm số đi qua điểm 0,1. Còn cho y bằng 0 thì thầy có được phương trình x mũ 3 trừ 3x cộng 1 bằng 0. Các em bấm máy thì nghiệm lẻ nên thầy không tìm ra điểm với trục gì OX nữa. Thầy cho mình cùng tiến hành vẽ đồ thị. Thứ nhất, thầy dựng điểm cực đại x bằng trừ 1, y bằng 3, trừ 1 3. Thầy đánh dấu đây là điểm cực đại. Được chưa các em? Tiếp theo, thầy dựng điểm cực tiểu x bằng 1, y bằng trừ 1, 1 trừ 1. Thầy đánh dấu điểm cực tiểu. Đồ thị hàm số đi qua điểm x bằng 0, y bằng 1 là điểm này. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành vẽ. Các em vẽ nhánh nằm bên trong giữa cực đại và cực tiểu trước. Được chưa các em? Sau đó thầy vẽ hai nhánh còn lại. Như vậy là thầy đã vẽ xong phần đồ thị hàm số bậc 3. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý số 2. Ý số 2, tìm M để đường thẳng D cắt đồ thị C tại điểm M có tọa độ trừ 1, 3, điểm N, điểm P, sao cho tiếp tuyến của C tại N và P vuông góc với nhau. Để làm được ý số 2 này, các em cần thực hiện hai công việc. Công việc thứ nhất ở đây là gì? Tìm điều kiện để đường thẳng cắt đồ thị C tại ba điểm phân biệt M, N, P. Tìm điều kiện để đường thẳng cắt đồ thị C tại ba điểm M, N, P. Được chưa các em? Công việc số 2 là gì? Tìm điều kiện để tiếp tuyến của đồ thị C tại N và P vuông góc với nhau. Tìm điều kiện tiếp tuyến của đồ thị C tại N và P vuông góc với nhau. Thế để giải quyết được công việc thứ nhất, tìm điều kiện để đường thẳng cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt, thì thầy cho mình cần đi viết phương trình hoành độ giao điểm. Tìm điều kiện để phương trình hoành độ giao điểm có ba nghiệm phân biệt. Thầy cho mình cùng tiến hành giải như sau.
phương trình hoành độ. Giao điểm, thầy viết tắt chữ giao điểm. Hàm số của chúng ta là gì? X mũ 3 trừ 3x cộng 1 bằng mx cộng m cộng 3. Và thầy ký hiệu đây là phương trình thứ nhất. Nhiệm vụ tiếp theo của thầy cho mình là phải chuyển phương trình hoành độ giao điểm này về một phương trình tích để chúng ta biện luận. Cách chuyển về phương trình tích như sau. Thầy chuyển 3 sang đây, thầy có x mũ 3 trừ 3x trừ 2 bằng m nhân x cộng 1. Các em lưu ý cho thầy cách chuyển về phương trình tích đó là số hạng nào có chữ m thì các em nhóm với nhau, còn lại các em nhóm với nhau. Bây giờ các em quan sát cho thầy, vế bên phải của chúng ta có nghiệm x bằng trừ 1. Thầy thay giá trị x bằng trừ 1 vào vế bên trái, kết quả bằng 0. Nghĩa là vế bên trái cũng có nghiệm x bằng trừ 1. Khi đó vế bên trái luôn tách được thành x cộng 1 nhân với một biểu thức nào đó bằng m nhân x cộng 1. Câu hỏi đặt ra, tìm biểu thức trong số ngoặc này bằng cách nào? Rất đơn giản, các em chỉ cần lấy vế bên trái này chia cho biểu thức x cộng 1. Thương của phép chia chính là biểu thức trong ngoặc. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách thực hiện phép chia đa thức. X mũ 3 trừ 3x trừ 2 chia cho x cộng 1. Các em làm như sau. Các em lấy x mũ 3 chia cho x. Kết quả bằng gì? X bình phường. Các em nhân ngược lên. X bình nhân x bằng x mũ 3. X bình nhân với dương 1 bằng dương x bình. Sau đó các em thực hiện phép trừ. X mũ 3 trừ x mũ 3. Hết. Trên không có x bình, nghĩa là không trừ đi x bình bằng trừ x bình. Các em hẹn cho thầy xuống trừ 3x trừ 2 xuống. Đúng chưa? Sau đó các em lại lấy trừ x bình chia cho x thì bằng trừ x. Các em nhân ngược lên, các em có trừ x bình. Trừ x nhân dương 1 bằng trừ x. Các em lại thực hiện phép trừ. Trừ x bình trừ của trừ x bình. Hết. Trừ 3x trừ của trừ x thì thành bằng cộng x. Kết quả bằng trừ 2x. Các em hạ trừ 2 xuống. Sau đó các em lại thực hiện phép chia. Kết quả bằng trừ 2. Các em nhân lên, các em có được là trừ 2x trừ 2. Và cuối cùng bằng 0. Như vậy là gì? Thương của phép chia chính là x bình trừ x trừ 2. Các em điền vào đây. X bình trừ x trừ 2. Các em lưu ý cho thầy, khi giải thì các em làm cái bước thực hiện phép chia này ra ngoài giấy nháp. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển vế và đặt nhân tử chung. Khi đó các em sẽ có được phương trình tích. X cộng 1 nhân với một ngọn đơn. X bình trừ x trừ 2 trừ m bằng 0. Đến đây thì các em có được hai trường hợp hoặc gì? X bằng trừ 1. X bình trừ x trừ 2 trừ m bằng 0. Các em ký hiệu cho thầy đây là phương trình số 2. Bây giờ thầy cho mình cùng tìm điều kiện để phương trình số 1 có 3 nghiệm phân biệt. Nghĩa là phương trình số 2 này có 3 nghiệm, hai nghiệm phân biệt khác gì? Trừ 1. Đúng chưa các em? Rồi thầy lấy luận. Đây. Đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm M, N, P. Khi và chỉ khi phương trình 1 có 3 nghiệm phân biệt. Điều này tương đương với phương trình 2 có 2 nghiệm phân biệt khác trừ 1. Các em quan sát cho thầy, phương trình số 2 là một phương trình bậc 2, hệ số A bằng 1 luôn khác 0. Một phương trình bậc 2 muốn có hai nghiệm phân biệt chỉ cần delta lớn hơn 0,
Delta ở đây bằng trừ 1 tất cả bình trừ 4 nhân với 1 nhân với trừ 2 trừ m lớn hơn 0. Hai nghiệm phân biệt khác trừ 1 nghĩa là thầy thay giá trị trừ 1 vào phương trình số 2 này không thỏa mãn. Thầy có trừ 1 tất cả bình trừ của trừ 1 trừ đi 2 trừ đi m khác 0. Các em tiến hành giải thì các em có được ở đây gì? 9 cộng với 4m lớn hơn 0, m khác 0. Tiến hành giải hệ điều kiện này, các em tìm được ra m lớn hơn trừ 9 phần 4, m khác 0. Như vậy là thầy đã tìm được điều kiện của m. Để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt m, n, p. Tiếp theo, thầy cho mình cùng tìm điều kiện để tiếp tuyến tại n và p vuông góc với nhau. Để khai thác được giả thiết này thì các em cần phải gì? Tìm được ra hoành độ của điểm n và hoành độ của điểm p. Các em gọi x1 x 2 là hai nghiệm của phương trình 2. Thế theo vs thì các em có được x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. B bằng trừ 1, a bằng 1, kết quả bằng 1. x1 nhân x2 bằng c trên a, nghĩa là trừ 2 trừ m. Đúng chưa? Do điểm m có tọa độ là gì? Trừ 1 và... do điểm m có tọa độ trừ 1, 3. Do m có tọa độ trừ 1, 3. Từ đây thì suy ra x1,x2 là hoành độ của điểm n và điểm p. Tiếp theo, thầy cho mình cùng đi tìm hệ số góc của tiếp tuyến tại n và hệ số góc của tiếp tuyến tại p. Nói đến hệ số góc là nói đến biểu thức đạo hàm. Ta có y phẩy bằng f phẩy x và kết quả bằng 3x bình trừ 3. Được chưa các em? Từ đây thì suy ra hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm n là f phẩy x 1 bằng 3x 1 bình trừ 3. Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm p là f phẩy x 2 bằng 3x 2 bình trừ 3. Được chưa các em? Thì lý luận do tiếp tuyến tại n và tại p vuông góc với nhau. Do tiếp tuyến tại n và p vuông góc với nhau. Điều này tương đương với gì? Tích của hai hệ số góc bằng trừ 1. Các em lưu ý nhé, là bằng trừ 1. Vậy thì có f phẩy trừ 1. Còn trong trường hợp mà để cho hai tiếp tuyến song song với nhau thì các em sẽ có là f phẩy của x1 bằng f phẩy của x2. Được chưa? Thế nhưng đây bài toán cho hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau. Thế thay vào thì có được tương đương với 3x1 bình trừ 3 nhân với 3x2 bình trừ 3 bằng trừ 1. Nhiệm vụ của thầy trò mình tiếp theo là cần phải biến đổi biểu thức này về một biểu thức chỉ chứa tổng x1 cộng x2 và x1 nhân x2 để chúng ta thay vs vào được một phương trình nhân bằng. Được chưa? Vậy thì thầy có tương đương với 9x1 bình x2 bình trừ đi 9x1 bình trừ 9x2 bình. Thầy đặt nhân tử chung trừ 9 ra. Thầy có x1 bình cộng x2 bình. Đúng chưa? Cộng với 9 bằng trừ 1. Điều này tương đương với gì? 9 nhân với x1, x2 tất cả bình trừ đi 9 nhân với. Biểu thức trong dấu ngoặc này, thầy thêm bớt 2 lần x1, x2 vào để thầy được hằng đẳng thức. x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 2x1, x2 cộng 9 bằng trừ 1. Đến đây thì các em thay được vs rồi. Các em thay vào, các em có 9 nhân với tích
x1 nhân x2 thì bằng trừ 2 trừ m. Trừ 2 trừ m tất cả bình. Đúng chưa các em? Trừ đi 9 nhân với 1 bình phương trừ đi 2 nhân trừ 2 trừ đi m. Đúng chưa? Rồi. Và cộng với 10 bằng 0. Với biểu thức thứ nhất này, các em đặt nhân tử chung là dấu trừ ra. Nhưng dấu trừ đem đi bình phương thì bằng dấu dương. Vậy thì có được 9 nhân với 2 cộng m tất cả bình trừ 9 nhân với. Thì có kết quả ở đây chính là bằng bao nhiêu? 5, đúng chưa? À, cộng với 2m cộng 10 bằng 0. Các em tiến hành tính toán rút gọn thì các em có được một phương trình bậc 2 ở đây. Đó là gì? 9m bình cộng 18m cộng với 1 bằng 0. Giải phương trình bậc 2 này tìm m, các em tìm được ra giá trị m ở đây bằng gì? À, trừ 3 cộng trừ 2 căn 2 trên 3. Các em kiểm tra hai giá trị này thì đều thỏa mãn điều kiện. Đó là gì? M lớn hơn gì? Trừ 9 phần 4 và m khác không. Và các em kết luận cho thầy có hai giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài ra. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong câu thứ nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu thứ hai. Câu số 2 của đề thi: cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ đi 3x bình cộng 4 có đồ thị là C. Gọi DK là đường thẳng đi qua điểm A có tọa độ trừ 1, 0 và có hệ số góc bằng K. Tìm K để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt A, B, C và hai giao điểm BC cùng với góc tọa độ O tạo thành tam giác có diện tích bằng 1. Như vậy, câu số 2 của đề thi thuộc dạng toán tìm điều kiện để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt thỏa mãn điều kiện cho trước. Điều kiện cho trước ở đây đó là hai giao điểm BC cùng với góc tọa độ O tạo thành tam giác có diện tích bằng 1. Như vậy, các bước giải sẽ tương tự như các bước giải của ý 2 câu thứ nhất. Thế nhưng, với câu số 2 này, đề chưa cho rõ phương trình đường thẳng D. Các em lưu ý đường thẳng D để cho đi qua điểm A có tọa độ trừ 1, 0 và có hệ số góc là K. Vậy các em cần phải nhớ đến lý thuyết hình học sau. Phương trình đường thẳng đi qua điểm M có tọa độ x0, y0 và có hệ số góc bằng K là y bằng K nhân x trừ x0 cộng y0. Cụ thể bài toán của chúng ta, x0 ở đây chính bằng trừ 1, y0 ở đây bằng 0. Bây giờ thầy có lời giải cụ thể sau. Phương trình đường thẳng DK y bằng K nhân x trừ x0 nghĩa là cộng 1 cộng với 0. Vậy là thầy có được tương đương với y bằng K nhân với x cộng 1. Được chưa? Tiếp theo, thầy cho mình cùng tìm điều kiện để đường thẳng DK cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt A, B, C. Thầy viết phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm. Giao điểm thầy viết tắt x mũ 3 trừ đi 3x bình cộng 4 bằng K nhân x cộng 1. Thầy ký hiệu đây là phương trình thứ nhất. Nhiệm vụ của thầy cho mình cần chuyển phương trình thứ nhất này về một phương trình tích để biện luận. Thế các em quan sát, vế bên phải của chúng ta có nghiệm x bằng trừ 1. Thầy thay giá trị x bằng trừ 1 vào vế bên trái, kết quả bằng 0. Nghĩa là vế bên trái cũng có nghiệm x bằng trừ 1. Vậy vế bên trái luôn tách được thành x cộng 1 nhân với một biểu thức bằng k nhân x cộng 1. Biểu thức trong dấu ngoặc này được tìm bằng cách lấy vế bên trái chia cho x cộng 1, giống như ý số 2 của câu thứ nhất thầy đã thực hiện phép chia. Thầy làm nhanh, kết quả ở đây chính là x bình trừ 4x cộng 4. Thầy chuyển vế sang thì đạt được nhân tử chung x cộng 1 và x bình trừ 4x cộng 4 trừ k bằng 0. Đến đây thầy có được hai trường hợp.
bằng trừ 1, x bình trừ 4x cộng 4 trừ k bằng 0. Thì ký hiệu đây là phương trình số 2. Thì lý luận, để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm A, B, C khi và chỉ khi phương trình 1 có 3 nghiệm phân biệt. Để phương trình 1 có 3 nghiệm phân biệt thì điều này tương đương với phương trình 2 có 2 nghiệm phân biệt khác trừ 1. Các em quan sát cho thầy phương trình số 2 là một phương trình bậc 2 có hệ số A bằng 1 luôn khác không? Để phương trình bậc 2 có 2 nghiệm phân biệt khi delta phải gì lớn hơn 0? Delta ở đây là bằng trừ 4 tất cả bình. Đúng chưa các em? Rồi, trừ đi 4 nhân với 1 nhân với 4 trừ k lớn hơn 0. Các em có thể sử dụng delta phẩy. Hai nghiệm phân biệt khác trừ 1 nghĩa là thầy thay giá trị x bằng trừ 1 vào phương trình số 2 không thỏa mãn. Thầy có trừ 1 tất cả bình trừ đi 4 nhân với trừ 1 cộng 4 trừ k khác không? Các em tiến hành giải hệ điều kiện này thì các em có được k lớn hơn 0, k khác 9. Vậy là thầy đã tìm được điều kiện để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt A, B, C. Bây giờ thầy cho mình cùng khai thác giả thiết đó là gì? Hai giao điểm BC cùng với góc tọa độ O tạo thành tam giác có diện tích bằng 1. Để khai thác được giả thiết này, thầy cho mình cần phải biết được tọa độ điểm B và tọa độ điểm C. Thầy gọi x1 phẩy x2 là hai nghiệm của phương trình số 2. Thì theo VS, thầy có được x1 cộng x2 bằng trừ B trên A, kết quả bằng bao nhiêu? 4. x1 nhân x2 bằng gì? C trên A, kết quả 4 trừ K. Được chưa các em? Rồi, thầy lý luận do điểm A có tọa độ là trừ 1, 0. Từ đây thì suy ra x1, x2 là hoành độ của điểm B và điểm C. Từ đây thầy suy được ra tọa độ điểm B có hoành độ là x1. Tung độ của điểm B, các em lưu ý điểm B là giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số. Do đó điểm B thuộc cả đồ thị hàm số và thuộc cả đường thẳng. Khi thay thì thầy sẽ thay vào đường thẳng bởi đường thẳng là bậc nhất, việc tính toán nó dễ, được chưa? Vậy thì thầy có được là gì? Kx1 cộng k. Tương tự điểm C có tọa độ x2 phải kx2 cộng k. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành tính diện tích tam giác OBC. Thầy có tam giác OBC em lưu ý điểm B, điểm C nằm trên đường thẳng DK của phương trình y bằng kx cộng k. Như vậy là gì? Chiều cao của tam giác hạ từ đỉnh O chính là khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng DK. Thầy chỉ cần đi tính khoảng cách đó và tính đoạn BC, từ đó thầy có được diện tích tam giác OBC. Thầy có lời giải cụ thể như sau. Thầy có đường thẳng DK y bằng kx cộng k. Thầy chuyển về phương trình tổng quát kx trừ y cộng k bằng 0. Từ đây thầy suy ra chiều cao h bằng khoảng cách từ O đến đường thẳng DK. Kết quả bằng kem thay tọa độ điểm O vào vế trái của phương trình đường thẳng DK, lấy trị tuyệt đối k nhân 0 trừ 0 cộng k, tất cả chia cho độ dài vector phát tuyến k bình phương cộng với trừ 1 tất cả bình phương. Các em tiến hành rút gọn thì các em được kết quả chính là bằng
trị tuyệt đối của K chia cho căn bậc 2 của K bình cộng 1. Như vậy là thầy đã tính được chiều K. Bây giờ thầy cho mình cùng tính cạnh đáy BC. Để tính được độ dài đoạn BC, thầy cho mình cần tính vector BC. Lấy tọa độ điểm C trừ tọa độ điểm B, thầy có được kết quả x2 trừ x1 phải kx2 trừ kx1. Thầy đặt nhân tử chung là k ra, thầy có k x2 trừ đi x1. Đúng chưa? Từ đây thầy suy được ra đoạn BC bằng căn bậc 2 của gì? x2 trừ x1 tất cả bình cộng k bình nhân x2 trừ x1 bình phương. Các em đặt nhân tử chung là x2 trừ x1 tất cả bình thì các em có được kết quả bằng căn bậc 2 của k bình cộng 1 nhân với x2 trừ x1 tất cả bình. Bây giờ thầy cho mình cần biến đổi biểu thức x2 trừ x1 tất cả bình về một biểu thức chứa tổng x1 cộng x2 và tích x1 x2. Vậy thì thầy làm như sau, các em quan sát bằng căn bậc 2 của k bình cộng 1. Thầy khai triển hàm đẳng thức, thầy có x1 bình cộng x2 bình trừ 2 lần x1 x2. Bây giờ thầy sẽ thêm bớt 2 lần x1 x2 vào để thầy được hàm đẳng thức. Thầy có bằng căn bậc 2 của k bình cộng 1 nhân với x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 4 lần x1 x2. Được chưa các em? Đến đây thì các em thay VS vào thôi. Thay VS vào. Được chưa? Các em tiến hành thay VS vào thì các em có được kết quả đó là gì? K bình cộng 1 nhân với. Các em tiến hành thay VS, sau đó các em rút gọn thì kết quả ở đây bằng 4. Thầy đưa 4 ra ngoài thì có bằng 2. Đúng chưa? Căn bậc 2 của K bình cộng 1 nhân K. Vậy là thầy đã tính được đoạn BC. Từ đây thầy suy được ra diện tích tam giác OBC bằng 1/2 nhân với gì? Chiều cao trị tuyệt đối của K chia cho căn bậc 2 của K bình cộng 1 nhân với 2 căn bậc 2 của K bình cộng 1 nhân với K. Các em tiến hành rút gọn thì các em được trị tuyệt đối của K nhân với căn bậc 2 của K. Theo giả thiết thì diện tích này bằng 1. Từ đây thì có được. Các em tiến hành bình phương hai vế thì các em có được là gì? K bình nhân K, đúng chưa? Bằng 1. Và từ đây thì có K mũ 3 bằng 1. Thì tìm được ra K bằng 1. Thỏa mãn điều kiện đó là gì? Đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt. Đến đây các em kết luận cho thầy, với K bằng 1 thì đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt thỏa mãn điều kiện đó là gì? Hai giao điểm BC cùng với góc tọa độ O tạo thành tam giác có diện tích bằng 1. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong câu số 2. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Thầy cho mình cùng vào câu số 3. Cho hàm số y bằng x mũ 3 cộng mx cộng 2 có đồ thị là CM. Tìm m để CM cắt trục hoành tại một điểm duy nhất. Trục hoành có phương trình y bằng 0. Khi đó thầy có được phương trình hoành độ giao điểm x mũ 3 cộng mx cộng 2 bằng 0. Phương trình hoành độ giao điểm này không chuyển được về phương trình tích. Do đó thầy cho mình không thể sử dụng cách giải giống như câu thứ nhất và câu số 2 được. Để làm được câu số 3 này, thầy cho mình sẽ sử dụng đến lý thuyết đồ thị. Bây giờ thầy phác họa đồ thị trong các trường hợp cắt OX tại duy nhất một điểm. Trường hợp thứ nhất, đồ thị như sau. Đúng chưa? Trường hợp số 2, trường hợp số 3,
Trường hợp thứ nhất, hàm số của chúng ta không có cực đại, cực tiểu. Đúng chưa các em? Trường hợp số 2 và trường hợp số 3, hàm số có cực đại và cực tiểu. Thế nhưng các em quan sát nhé, giá trị cực đại trong trường hợp này dương, giá trị cực tiểu trong trường hợp này cũng dương. Như vậy là cả giá trị cực đại và giá trị cực tiểu đều dương. Trường hợp này, giá trị cực đại và giá trị cực tiểu đều gì? Âm. Vậy là hai trường hợp này, giá trị cực đại, cực tiểu là gì? Cùng dấu. Với những phân tích trên, thầy có lời giải cụ thể như sau. Ta có y phẩy bằng 3x bình cộng m. Từ đây thầy suy ra phương trình y phẩy bằng 0 tương đương với 3x bình cộng m bằng 0 tương đương với x bình bằng trừ m trên 3. Thầy lý luận, để đồ thị thì cắt OX tại một điểm duy nhất. Tương đương với xảy ra các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất tương ứng với đồ thị trong trường hợp thứ nhất. Đó là gì? Hàm số không có cực đại, cực tiểu. Hàm số không có cực đại, cực tiểu nghĩa là phương trình y phẩy bằng 0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép. Phương trình y phẩy bằng 0 tương đương với x bình bằng trừ m trên 3. Để phương trình này vô nghiệm hoặc có nghiệm kép, điều này tương đương với điều kiện là gì? Trừ m trên 3 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Trừ m trên 3 mà nhỏ hơn 0 thì phương trình vô nghiệm. Còn trừ m trên 3 mà bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép. Đúng chưa các em? Và thầy tìm được ra điều kiện là m lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy là trường hợp thứ nhất tương đương với m lớn hơn hoặc bằng 0. Thầy xét trường hợp 2. Phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Nghĩa là gì? À, nghĩa là hàm số của chúng ta có cực đại, cực tiểu. Và y của x1 nhân y của x2 lớn hơn 0. Nghĩa là giá trị cực đại, cực tiểu cùng dấu. Tương ứng với đồ thị trong trường hợp số 2 và trường hợp số 3. Thì ký hiệu đây là điều kiện thứ nhất, đây là điều kiện thứ 2. Bây giờ thầy giải từng điều kiện một. Điều kiện 1 tương đương với trừ m trên 3 lớn 0 thì tìm được ra m nhỏ hơn 0. Để giải được điều kiện số 2 thì cho mình cần phải tìm x1, x2 để tính y của x1, y của x2. Thì các em lưu ý cho thầy, x1, x2 là nghiệm của phương trình y phải bằng 0 tương đương với gì? X bình bằng trừ m trên 3. Thì có hai nghiệm, x1 đây là bằng trừ căn bậc 2 của trừ m trên 3, x2 bằng căn bậc 2 của trừ m trên 3. Từ đây thì suy ra y của x1. Các em thay x bằng x1 vào hàm số ban đầu thì các em có được kết quả là gì? Trừ căn bậc 2 của trừ m trên 3 tất cả mũ 3 cộng m nhân với trừ căn bậc 2 của trừ m trên 3 cộng với 2. Mũ 3 thì tách thành trừ, dấu trừ để mũ 3 này, được chưa? Thì sẽ bằng dấu trừ. Vậy thầy có trừ nhá. Thế còn thầy có được trừ đi m trên 3 tất cả bình nhân với căn bậc 2 của trừ m trên 3. Đúng chưa các em? Thế còn dấu trừ thầy đưa ra ngoài, thầy có trừ đi m căn bậc 2 của trừ m trên 3 cộng 2. Biểu thức này mà đem đi bình phương thì mất căn. Vậy là gì? Bằng trừ m trên 3 nhân với trừ dấu trừ đằng trước. Kết quả bằng m trên 3 căn bậc 2 của trừ m trên 3 trừ đi m căn bậc 2 của trừ m trên 3 cộng 2. Kem tiến hành rút gọn thì kết quả bằng 2 này, đúng không?
hay là trừ nhau thì có được trừ đi 2 phần 3 m căn bậc 2 của trừ m trên 3. Như vậy là thầy đã tính được y của x1. Tương tự như vậy thì thầy tính được y của x2 ở đây sẽ bằng gì? 2 cộng với 2 phần 3 m căn bậc 2 của trừ m trên 3. Có được y của x1, có được y của x2. Vậy điều kiện số 2 của thầy tương đương với. Điều kiện 2 tương đương với 2 trừ đi 2 phần 3 m căn bậc 2 của trừ m trên 3 nhân với 2 cộng với 2 phần 3 m căn bậc 2 của trừ m trên 3 lớn hơn không? Các em quan sát này, nếu thầy quay số 2 là số A, còn lại 2 phần 3 m căn bậc 2 của trừ m trên 3 là số B. Thầy có A trừ B nhân với A cộng B. Vậy là thầy có được hàm đẳng thức A bình trừ B bình, nghĩa là tương đương với 2 bình phương trừ đi 2 phần 3 m căn bậc 2 của trừ m trên 3 bình phương lớn không? Các em tiến hành rút gọn thì các em có được kết quả đây bằng 4 này, đúng không? Trừ đi 4 phần 9 m bình nhân với biểu thức này trừ m trên 3 lớn không? Căn này đem đi bình phương thì mất căn trừ m trên 3. Các em nhân dấu trừ ra ngoài, các em rút gọn các em được 4 cộng với 4 phần 27 m mũ 3 lớn không? Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải bất phương trình này tìm m. Được chưa? Thế để giải được bất phương trình này tìm m thì thầy đặt Fm là bằng 4 cộng với 4 phần 27 m mũ 3. Thầy sẽ đi xét dấu biểu thức Fm, từ đó thầy suy đặc nhiệm của bất phương trình. Thế thầy có Fm bằng 0 tương đương với 4 cộng với 4 phần 27 m mũ 3 bằng 0. Các em tiến hành quy đầu bỏ mẫu rồi rút gọn thì các em có được kết quả ở đây chính là m mũ 3 bằng bao nhiêu? Trừ 27. M mũ 3 bằng trừ 27 thì các em tìm được ra m bằng trừ 3. Đúng chưa? Có giá trị m bằng trừ 3 thì có bảng xét dấu. M, đây là Fm, trừ vô cùng đến dương vô cùng. Giá trị gì? Trừ 3 là nghiệm. Đúng chưa? Rồi, các em quan sát biểu thức Fm của chúng ta là một biểu thức bậc 3. Hệ số A bằng 4 phần 27 là gì? Số dương. Vậy thì ngoài khoảng mang dấu của hệ số A, dương, qua nghiệm đơn đảo dấu âm. Bây giờ các em quan sát cho thầy dấu bất phương trình là dấu lớn hơn không nên lấy số dương. Đúng chưa? Vậy thì thầy có bất phương trình tương đương với là gì? M lớn hơn trừ 3. Đúng chưa? Kết hợp với điều kiện là m nhỏ hơn 0, từ đây thì suy được ra nhá. M lớn hơn trừ 3 và nhỏ hơn 0. Đây chính là điều kiện của trường hợp số 2. Vậy thầy kết luận toàn bài. Nhớ là thầy hợp hai điều kiện của trường hợp 1 và trường hợp 2 lại. Trường hợp 1 là gì? M lớn hơn hoặc bằng 0. Trường hợp 2 là gì? M lớn hơn trừ 3 nhỏ hơn 0. Từ đây thầy tìm được ra điều kiện đó là gì? M thuộc trừ 3 đến dương vô cùng. Đây chính là điều kiện của M để đồ thị CM cắt trục hành tại một điểm duy nhất. Như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong câu số 3 và cũng là câu cuối cùng trong đề online số 3. Các em về nhà xem lại thật kỹ cho thầy các bước giải, các câu trong đề online số 3 này để rút ra cho mình một kinh nghiệm. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.